Hôm nay tôi sẽ trình bày đến các bạn thông tin về công nghệ được sử dụng trong sản phẩm ageLOC Vitality của Nu Skin. Nu Skin là công ty kinh doanh sản phẩm chống lão hóa rất thành công trên thế giới. Với công nghệ đột phá, Nu Skin đang ngày càng khẳng định vị trí hàng đầu thế giới của mình trong ngành sản phẩm chăm sóc da và thực phẩm dinh dưỡng. Quy trình sản xuất được đăng ký độc quyền của chúng tôi đã tạo nên tiêu chuẩn mới cho việc chống lão hóa, cung cấp những giải pháp hiệu quả với bằng chứng thuyết phục có thể nhìn thấy được. Hầu hết các công ty khác trong ngành chăm sóc da và thực phẩm dinh dưỡng đều chỉ tập trung làm giảm dấu hiệu lão hóa thể hiện bên ngoài cơ thể mà thôi. Nhưng công nghệ ageLOC của Nu Skin tác động trực tiếp vào nguồn gốc của sự lão hóa, hay nói cách khác là ageLOC tác động vào gen của cơ thể, chứ không đơn giản là chỉ làm giảm bớt các dấu hiệu lão hóa với hiệu quả tạm thời. Liên quan đến sự lão hóa, chúng tôi thường nghe thấy hai vấn đề than phiền. Thứ nhất, mọi người lo lắng khi cơ thể họ bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, da không đều màu hay bắt đầu chảy xệ. Thứ hai, họ dường như cảm thấy sức khỏe và tinh thần của mình đang ngày càng xấu đi. Sản phẩm chăm sóc da với thành phần ageLOC có khả năng thay đổi vẻ bề ngoài của người sử dụng đến kinh ngạc. Công nghệ ageLOC có chức năng nhận biết, tác động và khởi động lại những nhóm gen trẻ trong làn da của bạn. Chúng tôi đã phát hiện ra 4 nhóm gen trẻ mà hoạt động của chúng có ảnh hưởng trực tiếp đến 8 dấu hiệu lão hóa. Trong tương lai, Nu Skin sẽ còn phát triển vượt bậc trong ngành công nghiệp chống lão hóa. Chúng tôi chỉ vừa bắt đầu chu trình phát triển nghiên cứu 10 năm trong lĩnh vực gen di truyền và lão hóa. Hãy tin chắc rằng trong những năm sắp tới, bên cạnh chiếc máy Galvanic Spa, bộ sản phẩm ageLOC Transformation hay ageLOC Serum, bạn sẽ còn đón nhận những sản phẩm chăm sóc da độc đáo khác từ Nu Skin. Sản phẩm Vitality của chúng tôi được bào chế nhằm tác động vào những gì đang diễn ra trong cơ thể khi bạn lớn tuổi hơn. Sự hao hụt năng lượng là một trong những dấu hiệu đầu tiên mà người ta cảm thấy khi họ bắt đầu già đi. 85% khách hàng của chúng tôi đều có chung mối quan tâm về mức năng lượng và sự dẻo dai của họ. 40% những người trong độ tuổi từ 30 đến 60 nhận thấy sự khó khăn trong việc tập trung. Bên cạnh đó, ham muốn tình dục cũng giảm bớt đến 66% ở phụ nữ và 37% ở nam giới. Khi con người già hơn, họ bắt đầu cảm nhận được sự giảm sút sinh lực trong cơ thể của mình. Vậy sinh lực là gì? Các bạn hãy biết rằng, nói đến sinh lực, chúng ta có thể kể đến 3 khía cạnh. Thứ nhất, thể lực là sự bền bỉ, dẻo dai, khả năng chịu sức ép. Thứ hai, trí lực là khả năng suy nghĩ, sự sáng suốt, khả năng tập trung, khả năng ghi nhớ. Và thứ ba là đời sống tình dục, sự ham muốn. Con người càng lớn tuổi thì sinh lực càng mất dần. Cơ thể của chúng ta cũng mất đi khả năng điều tiết và sử dụng năng lượng hiệu quả, khiến chúng ta không còn năng lượng như khi còn trẻ. Mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta có chứa một nhà máy năng lượng tí hon có tên gọi là ti thể. Chúng có vai trò sản sinh năng lượng tế bào, năng lượng sinh hóa cho cơ thể và là chìa khóa quyết định sức sống tươi trẻ của cơ thể. Những nhà máy tí hon này chuyển hóa thức ăn thành những dạng năng lượng ATP mà tế bào sử dụng. Mọi hoạt động trong cơ thể đều sử dụng năng lượng ATP này. Khi bạn lớn tuổi, số lượng cũng như hiệu năng của các ti thể giảm sút nhanh chóng, từ đó gây nên sự thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng. Sản phẩm Vitality tác động vào 3 bộ phận chính trong cơ thể: bộ não, trái tim và các mô cơ. Những bộ phận này có chứa rất nhiều các nhà máy năng lượng. Qua nghiên cứu, chúng tôi phát hiện ra rằng khi quá trình lão hóa diễn ra mạnh mẽ, khả năng hoạt động của các nhóm gen trẻ có sự thay đổi rõ rệt, từ đó gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của các ti thể. Vì bộ não, trái tim và mô cơ là những nơi tập trung nhiều ti thể nhất, các bộ phận này sẽ không thể hoạt động hiệu quả khi số lượng ti thể giảm sút theo thời gian. Chúng tôi đã nghiên cứu và phát hiện được 52 loại gen có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều tiết hoạt động của các nhà máy năng lượng này. Sản phẩm ageLOC Vitality của Nu Skin tác động vào nguồn gốc của sự lão hóa bằng cách kích thích sự hoạt động tích cực của các nhóm gen trẻ YGC. Bạn có muốn một lần nữa được cảm nhận nguồn năng lượng tự nhiên mà bạn đã từng có trong quá khứ không? Giờ đây điều đó là hoàn toàn có thể. Sản phẩm ageLOC Vitality của Nu Skin cải thiện 3 khía cạnh của sinh lực:
sức lực dồi dào, trí lực minh mẫn và ham muốn tình dục. Bằng việc tác động trực tiếp vào nguồn gốc của sự lão hóa, Nu Skin Vitality cho bạn cảm giác trẻ lại như thời thanh xuân. Tóm lại, công nghệ AgeLock có khả năng nhận biết được nguồn gốc lão hóa liên quan đến sự giảm sút sinh lực. AgeLock tác động vào các nhóm gen có chức năng điều tiết hoạt động của tuy thể, yếu tố quyết định sức sống của cơ thể bạn. Cuối cùng, AgeLock có thể trả lại năng lượng trẻ trung bằng cách khởi động lại các nhóm gen trẻ của bạn.